Chào anh em trên kênh của mình nhé. Thì do nhu cầu anh em cần mồi thì anh em lấy mồi lăng xê nhá. Thì mình trộn bấy nhiêu đây được, bao nhiêu thì được. Lúc nào hết thì trộn sau nhé. Sau cái đợt này chắc là lâu lâu mình mới trộn đây anh em ạ. Ok, rồi bây giờ mình chuẩn bị đồ đạc xong hết. Bây giờ nó mùa dịch các thứ nó không chuyển được, nên là nó không lấy được nhiều đồ, nó không biết xong đợt này thì hy vọng là hết dịch thì mình mới trộn tiếp được. Đi lấy đồ bây giờ nó khan hiếm lắm anh em ạ. Bây giờ để mình trộn hết chỗ này lên xem được bao cân anh em nhé. Ok, để mình đóng gói xong ra, xong rồi mình quay phim tiếp nhá, tránh cái video nó dài quá anh em xem chán. Anh em nhá, thì mình đóng gói xong hết rồi, được 10 cân, 10 cân thì có thừa ra tầng này thì mình lại đổ với cái hộp của mình để mình đi câu dần anh em nhá. Đó anh em, giờ cột lại chun nó ok nhá. Tiện thì mình cũng xin nói anh em nhá, hiện tại cái mồi của mình 1 cân, cái này mồi là mồi câu lăng xê, 1 cân thì vẫn cứ là 200.000. Anh em câu được khoảng tầm 20 buổi câu lăng xê nhá. Nhưng mà hôm nay do là nhập đồ chát quá, do nhập đồ chát quá nên là chả biết làm nào cả. Các bạn đã đang bán thế rồi, bây giờ xong rồi mình lại vừa mở, mình vừa làm cái lập ra cái hội câu lăng xê đấy để cho anh em, xong rồi tự dưng lại to phát lên giá thì nó mang tiếng ra. Lần này thì mình vẫn bán 200.000 nhá anh em nhá, 10 gói này thì mình vẫn bán 200.000 một cân. Còn lần sau anh em mà lấy nốt cái đợt này, đợt hàng sau anh em lấy thì mình bán 250.000 một cân đấy anh em ạ. Ai xài được thì xài thôi. Tại vì ví dụ như kiểu là nói thật chứ không phải là có nhiều anh em thiếu ý thức bom hàng ấy chứ. Ví dụ mình bảo bây giờ một cái cân mồi này mình lãi được khoảng tầm 17.000. Chắc không khéo còn không đến được trừ chi phí xe xăng rồi hộp thập cẩm chi khươn đi các thứ được khoảng 17.000 một cân này anh em này, 17.000 cân. Nhưng mà đấy là còn bây giờ như kiểu hôm nay mà nhập ấy thì nó được không đáng kể anh em ạ, chắc là được quả trứng vịt lộn. Nên là nó không bỏ cái công làm ấy, nên là bữa sau
hết 10 cái cân mùi này thì bữa sau anh em lấy mình bán 250.000 một cân đấy anh em ạ. Ai lấy được thì lấy thôi. Còn làm thì nó cũng phải có đủ tiền công, tiền xăng, tiền xe cho anh em ạ. Cái đơn hàng này ví dụ như hôm mới chuyển lên tít trên Đắk Lắk, Đắk Lủng ấy, có một bạn, xong lại bạn ấy nhờ gửi cho 10 gói chép tàu nữa, cuối cùng nó thành đến mấy cân hàng, xong rồi bạn ấy kêu không lấy rồi hàng về nó hết 40 mấy nghìn tiền ship ấy. Thế là loanh quanh một mình cái ông đấy coi như là xơi hết lãi của mấy ông rồi. Mình quanh 10 cái này mà có khoảng 2 ông không lấy thì tôi đến 3 ông không lấy là lỗ vốn này, còn 2 ông không lấy thì là huề. Anh em nào tranh thủ lấy cái đợt này thì lấy đi. Vẫn đây là lấy anh em đặt rồi đấy, nhưng mà vẫn còn anh em nhé. Vẫn dư 4 cân. 10 cân dư 4 cân nhá, mình chuyển đi 6 cân. Bảo trước cả anh em với cả anh em cụ nó rồi dặn rồi, nên tự dưng bây giờ mình bảo là tự dưng bây giờ mình lên vọt phát là 250 này, mang tiếng ra mình báo trước anh em thế để bữa sau anh em còn biết. Còn lại bây giờ cái gì cũng lên, mình chả muốn nó lên đâu. Thật mình chỉ muốn nó rẻ rẻ thôi, mình muốn cái đồ mình nhập vào nó chỉ khoảng tầm ví dụ gói bột tất tần tật mình trộn công các thứ này chưa tính công, mình tính tất cả các thứ nó chỉ rơi vào khoảng tầm 30.000 thôi hoặc 20.000 thôi, mình bán cho anh em khoảng 30 hoặc 50 nên anh em nó dễ mua. Thế còn cái những cái đồ mà nhập nó đắt thì lấy nó đắt thì mình phải bán giá như thế thôi, chứ ai muốn bán đắt chi. Mình mong sao thì bán được gói mùi thì 20.000 làm sao mình trộn hết mấy nghìn mình bán cho anh em 20.000 gói mùi cân này. Anh em cũng sướng, mình cũng sướng, bán nó lại dễ. Đắt thì nhiều anh em có khi lại còn suy nghĩ xuôi mãi mới mua được, lắm là mình thực sự chả muốn bán thì cao làm gì cả. Đấy, còn 10 gói này anh em được 10 cân nhá. 10 cân thì hiện tại lốt 10 cân này hết, hiện tại 10 cân này thì mình vẫn bán giá 200. Lần sau hết cái chỗ này thì video sau mà quay trộn lên thì mình sẽ bán 250.000 anh em nhá. Mà lốt cái đợt này thì không biết lúc nào mình trộn nữa cơ. Ok anh em. Đấy, còn 4 cân nhé, anh em nào lấy để lại số điện thoại cho mình sẽ tự động liên hệ. Ok anh em.